chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về lập luận theo triết học. Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về lập luận theo triết học, đó là các phương pháp tam đoạn luận, lưỡng đạo luận và liên châu luận. Hôm nay chúng ta tìm hiểu ba phương pháp còn lại, đó là kết cấu đồng tâm, đặt câu hỏi và liệt kê. Trước hết, kết cấu đồng tâm. Kết cấu đồng tâm là lối lý luận nêu ra các sự kiện mà tất cả đều xoay quanh một tâm điểm và quy chiếu về tâm điểm đó. Ví dụ, một đoạn có chủ đề là sống. Sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống mỉm cười trước thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với những người chung sống. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bài thơ trên có 8 câu đều xoay quanh một tâm điểm và quy chiếu về tâm điểm. Đó chính là sống. Sống làm sao để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến? Ta nói, bài thơ dùng phương pháp kết cấu đồng tâm. Thứ năm là đặt câu hỏi. Lập luận đặt câu hỏi là lối lý luận đưa ra một câu hỏi theo chủ đề, rồi trả lời ngay sau đó. Ví dụ, đoạn văn có chủ đề lòng trung thực. Trong xã hội đầy rẫy gian dối và lọc lừa, liệu có còn chỗ đứng cho lòng trung thực? Có chứ. Cho dù có nhiều người gian dối lọc lừa, thì lòng trung thực vẫn hiện diện một cách đầy kiêu hãnh. Nó ngự trị trong tấm lòng quảng đại của những vị lương y như Từ Mẫu, trong trái tim nhân ái của những vị mạnh thường quân và trong khối óc hiền lương của những nhà lãnh đạo các tôn giáo. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp đặt câu hỏi. Câu hỏi là, trong xã hội đầy rẫy, gian dối lọc lừa, liệu có còn chỗ đứng cho lòng trung thực? Ngay sau đó là phần trả lời rất hùng hồn, mạnh mẽ và thuyết phục. Sang lập luận thứ 6, liệt kê. Liệt kê là thủ pháp sắp xếp các sự vật hay sự việc theo một trình tự trước sau hợp lý. Chẳng hạn, về thời gian, từ gần đến xa. Về nơi chốn, từ hẹp đến rộng. Ví dụ, một đoạn văn có chủ đề là tác hại của thuốc lá. Tác hại của thuốc lá gây ra cho con người là rất lớn. Thứ nhất, người hút thuốc lá có thể bị các bệnh về hô hấp, lao phổi, thậm chí là ung thư phổi. Thứ hai, tốn kém một khoản tiền khá lớn để mua thuốc lá và chữa bệnh do thuốc lá gây ra. Thứ ba, nguy hại đến những người chung quanh vì hít phải khói thuốc. Cuối cùng, những mẩu thuốc lá thải ra cũng làm ô nhiễm môi trường. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp liệt kê. Đoạn nói về tác hại của thuốc lá và liệt kê ra 4 tác hại, đó là gây ra các bệnh về hô hấp, ung thư, tốn tiền mua thuốc, tiền chữa trị, ảnh hưởng đến những người chung quanh và làm mất vệ sinh môi trường. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về các lập luận theo triết học, đó là kết cấu đồng tâm, đặt câu hỏi và liệt kê. Sau đây chúng ta bước sang phần thực hành.
Trong phần thực hành hôm nay, chúng ta sẽ phân tích các đoạn văn sau. Đoạn thứ nhất có chủ đề là sao phải đợi. Sao phải đợi một nụ cười rồi mới mỉm cười lại? Sao phải đợi cô đơn mới nhận ra giá trị một người bạn? Sao phải đợi được yêu mới đem lòng yêu người? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều mới chia sẻ một đôi chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau mới nhớ đến lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi đến bao lâu. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp kết cấu đồng tâm, xoay quanh chủ đề sao phải đợi. Sang đoạn thứ hai có chủ đề là thinh lặng. Tại sao ta phải sống thinh lặng? Trong đời sống tâm linh, thinh lặng là cần thiết và rất quan trọng. Thinh lặng không có nghĩa là câm lặng, nhưng là hoạt động tích cực của tâm hồn. Thinh lặng để ta dễ dàng nhận biết thánh ý Chúa. Thinh lặng giúp ta lắng nghe và tiếp nhận lời Chúa. Thinh lặng để ta biến đổi tâm hồn ngày càng thăng tiến. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp đặt câu hỏi. Sang đoạn thứ ba có chủ đề là sửa lỗi anh em. Muốn sửa lỗi anh em, ta cần phải hành xử khôn khéo. Trước nhất, cần tế nhị và tôn trọng để không xúc phạm người được sửa lỗi. Thứ đến, cần phải kiên trì, vì không chỉ sửa lỗi nhiều lần mà còn dùng nhiều cách khác nhau. Cuối cùng, cần cậy dựa vào ơn Chúa để đổi mới người anh em trong tinh thần bác ái. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp liệt kê. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư có chủ đề là lương tâm. Lương tâm là luật Chúa ghi khắc trong tâm hồn con người. Lương tâm là tiếng nói bên trong, tuy âm thầm nhưng rất mạnh mẽ. Lương tâm hướng dẫn con người làm lành lánh dữ. Sống theo lương tâm ngay thẳng là sống đúng phẩm giá cao quý của chính mình. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp kết cấu đồng tâm, xoay quanh chủ đề lương tâm. Chúng ta bước sang đoạn thứ 5 có chủ đề là giới luật yêu thương. Là người tín hữu, ta có bổn phận sống yêu thương. Trước nhất, hãy trợ giúp các người nghèo đói bị thiên tai hoạn nạn. Thứ đến, hãy chia sẻ cho các cụ già trong viện dưỡng lão, các trẻ mồ côi trong các mái ấm. Cuối cùng, hãy chăm sóc các bệnh nhân phong cùi, các người nhiễm HIV. Như thế, ta đang thực thi giới luật yêu thương, xứng đáng là công dân của nước trời. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp liệt kê. Cuối cùng là chúng ta có đoạn thứ 6, huyền nhiệm ơn gọi. Thiên Chúa cần một người cha cho dân của mình. Người đã chọn một cụ già, thế là Abraham đứng lên. Thiên Chúa cần một người phát ngôn, người lại chọn một anh chàng nhút nhát, lại vừa nói ngọng, thế là Môsê đứng lên. Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình, người lại chọn một cậu thanh niên nhỏ nhất và yếu nhất trong nhà, thế là David đứng lên. Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà giáo hội. Người đã chọn một anh chối đạo, thế là Phêrô đứng lên. Thiên Chúa cần một khuôn mặt để diễn tả tình người cho nhân thế. Người lại chọn một cô gái điếm, đó là Maria Magdalena. Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô vang sứ điệp của mình. Người lại chọn một kẻ bắt đạo,
đó là Phao-lô thành Tác-xô. Và bây giờ, Thiên Chúa cần một ai đó để dân người được quy tụ và đi đến với người khác. Người đã chọn ngươi. Cho dù run sợ, lẽ nào ngươi không đáp lại lời người? Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp kết cấu đồng tâm, xoay quanh chủ đề huyền nhiệm ơn gọi. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui, có tựa đề là Sống Công Chính. Một ông quan nọ sống rất công chính, ông chẳng bao giờ ăn hối lộ. Vì thế khi về hưu, ông trở nên nghèo túng. Một hôm mở tủ ra, ông thấy tượng con chuột đúc bằng vàng. Ông mừng quá cầm ra hỏi vợ: "Bà ơi, mình có tiền rồi." Nhưng trầm tĩnh lại, ông hỏi bà: "Thế cái này ở đâu ra vậy?" Bà vợ thành thật: "Tôi nói thiệt, ông đừng mắng tôi nhé. Hồi ông còn làm quan, biết ông không bao giờ ăn hối lộ. Trưởng ty xuất nhập khẩu đến hỏi tôi, ông tuổi con gì? Tôi nói ông tuổi Tý. Thế là họ tặng cho tôi con chuột bằng vàng đó." Ông chồng nghe vậy quá to: "Bà khờ quá, sao không nói tôi tuổi Sửu?" Bà vợ: "Ừ hết." Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu bài cuối cùng trong chương trình Tiếng Việt Online. Chân thành cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ và trung thành theo dõi suốt 30 bài đã được phát sóng. Kính chúc các bạn luôn an vui, hạnh phúc và thăng tiến trong cuộc sống. Mến chào tạm biệt các bạn.